Chuyên mục Điện Biên làm theo lời Bác xin kính chào quý vị và các bạn. Chuyên mục hôm nay chúng tôi giới thiệu Công an Điện Biên học tập làm theo 6 điều Bác Hồ dạy. Cuối chuyên mục, mời quý vị cùng gặp gỡ Bí thư chi bộ Lường Văn Xiên, tấm gương sáng học và làm theo Bác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hơn 70 năm trôi qua, 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân luôn là kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ và hành động của lực lượng Công an tỉnh Điện Biên. Gắn việc học tập làm theo 6 điều Bác Hồ dạy với chức trách nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ chiến sĩ công an toàn tỉnh trưởng thành hơn về bản lĩnh chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân giao phó. Nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc và thực chất trên tất cả các mặt công tác công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã xây dựng được chương trình hành động để thực hiện chỉ thị 04 của Bộ Công an về đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng phong trào, công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Mỗi cán bộ, chiến sĩ, lực lượng công an trên địa bàn toàn tỉnh đã nhận thức đầy đủ hơn về vai trò trách nhiệm của bản thân để tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống văn hóa, ứng xử, cũng như tác phong công tác và chiến đấu. Trên cơ sở đó nhằm góp phần lan tỏa phong trào sâu rộng trong toàn lực lượng. Xây dựng được cũng như là tạo được cái phong trào rộng lớn trong cán bộ chiến sĩ thì chúng tôi đặt ra một số cái khẩu hiệu mang tính định hướng cho cán bộ chiến sĩ học tập để luôn nhớ, như là bốn xin, như là xin chào, xin phép, xin lỗi, xin cảm ơn. Thế rồi là đặt ra tiêu chí 4 luôn, đó là luôn mỉm cười, luôn lắng nghe, luôn nhẹ nhàng, luôn giúp đỡ. Đó là đối với nhân dân và đối với đồng sự cũng như vậy. Cũng như là trong 6 điều Bác Hồ dạy cũng đã nói là đối với nhân dân thì kính trọng lễ phép, còn đối với đồng sự thì phải thân ái giúp đỡ. Thì những cái nội dung đó là nó lồng ghép, hài hòa với nhau, cho nên là gắn giữa cái này với cái học tập 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân để mà xây dựng cái hình ảnh cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính, đó là lời dạy đầu tiên Bác Hồ dành cho người cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân nói chung. Đây cũng chính là những đức tính quý báu mà mỗi con người trong xã hội cần phải học tập, rèn luyện suốt đời không ngừng nghỉ. Với chức trách nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên đã không ngại khó khăn gian khổ, luôn đề cao ý thức kỷ luật, xây dựng cho mình lề lối tác phong, thực thi công vụ, khẩn trương, khoa học hiệu quả và chính xác, không vì quyền lợi cá nhân mà nhũng nhiễu và hạch sách nhân dân, đồng thời nêu cao tinh thần mưu trí dũng cảm và sáng tạo để hoàn thành hiệu quả chất lượng mọi kế hoạch nhiệm vụ được giao. 6 điều Bác Hồ dạy cán bộ chiến sĩ Công an dân được thể hiện rất rõ trong quá trình triển khai thực hiện 2 dự án. Đặc biệt là quá trình thực hiện việc tiếp công dân để thu nhận hồ sơ căn cước công dân, chúng tôi luôn xác định là đối với nhân dân là phải luôn là tận tụy và kính trọng lễ phép, với công việc là phải hết mình. Thì trong quá trình tổ chức thực hiện, đối với những cái trường hợp mà công dân mà người ta già yếu, bệnh tật, vân vân, neo đơn, thì chúng tôi đưa các cái tổ hợp máy đến tận giường bệnh để thực hiện việc thu nhận hồ sơ cho nhân dân. Và quá trình thu nhận hồ sơ căn cước công dân thì chúng tôi thực hiện 24/7, có nghĩa là không có cái thời gian ngày nghỉ, giờ nghỉ. Bất cứ lúc nào còn công dân thì chúng tôi còn thu nhận hồ sơ. Từ khi Bộ Công an thực hiện chủ trương tăng cường công an chính quy về cơ sở, đã có hàng nghìn cán bộ chiến sĩ công an từ tỉnh đến cơ sở, tình nguyện viết đơn xung phong vào những địa bàn vùng sâu vùng xa, khu vực biên giới của tỉnh nhận công tác. Là lực lượng trực tiếp xúc giải quyết công việc theo yêu cầu và nguyện vọng của người dân, nên những cán bộ chiến sĩ được lựa chọn đều là những cá nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần thái độ tác phong gương mẫu trách nhiệm với công việc. Trong suốt quá trình thực thi công vụ và kế hoạch được giao, việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy luôn gắn với nhiệm vụ chiến đấu công tác, ngay cả trong lễ tiết tác phong của từng cán bộ chiến sĩ công an khi tiếp xúc với người dân cũng có chuyển biến tích cực. Làm việc trên tinh thần hết việc không hết giờ. Trong thời gian qua thì thực hiện cái 6 điều Bác Hồ dạy thì khi chúng tôi mà xuống địa bàn ấy thì chúng tôi là thứ nhất là luôn niềm nở, hòa đồng với bà con. Khi bà con không hiểu những cái vấn đề hoặc là bà con mà về tiếng nói thì chúng tôi cũng là người dân tộc thì chúng tôi cũng giải thích bằng tiếng dân tộc cho bà con nhân dân hiểu.
qua 6 điều Bác Hồ dạy thì công an nhân dân thì chúng tôi là cũng học được rất nhiều cái, như là về tính cách rồi là cách ứng xử với bà con nhân dân. Trong công việc thì chúng tôi là làm rất là nhiệt tình, hết trách nhiệm của người chiến sĩ công an. Để nâng cao cái chất lượng cái học tập theo tấm gương của Bác, mà tránh cái việc hình thức, một cái chủ trương mà Đảng ủy công an huyện lãnh đạo chỉ đạo nhất quán đó là phải tăng cường xuống cái cơ sở để giải quyết những cái công việc trực tiếp cho nhân dân. Ví dụ như là xuống đó để làm cái căn cước công dân, hoặc là xuống đó để tập trung làm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để nhân dân hiểu và đồng thuận và ủng hộ và tham gia với lực lượng công an để giải quyết những cái vấn đề phát sinh ở cơ sở, góp phần hết sức là quan trọng trong cái giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Cái nữa là ở gần dân thì chúng ta mới nắm sâu được những cái tình hình về an ninh trật tự, từ đó có những cái giải pháp hữu hiệu để giải quyết nó, ổn định tình hình ngay từ cơ sở, từ sớm. Trong thời kỳ hội nhập sâu rộng như hiện nay, học và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy, mỗi cán bộ chiến sĩ công an trên địa bàn tỉnh Điện Biên luôn tích cực rèn luyện bản lĩnh chính trị để tự bản thân mình vượt qua cám dỗ và mặt trái của nền kinh tế thị trường, không sa vào suy thoái tư tưởng đạo đức lối sống hoặc có hành vi nhũng nhiễu người dân trong thực thi công vụ, luôn lấy người dân làm đối tượng để phục vụ, lấy nhiệm vụ và chỉ tiêu công tác để quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Thường xuyên gắn bó, tiếp xúc, làm việc với nhân dân thì chúng tôi đã quán triệt cán bộ chiến sĩ phải luôn luôn học tập, ghi nhớ và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Điều đó là đã căn bản giáo dục cho cán bộ chiến sĩ với cái tư cách, rèn luyện tư cách, rèn luyện đạo đức và làm theo điều lệnh công an nhân dân. Đối với cái lực lượng mà thường xuyên tiếp xúc với người dân như là quản lý hành chính, công an xã, cảnh sát giao thông thì chúng tôi lồng ghép vào các cái kế hoạch, chương trình công tác của cán bộ chiến sĩ là phải tiếp xúc với người dân, phục vụ người dân tận tụy, chu đáo, nhiệt tình, không phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân để nhân dân có chọn cái niềm tin đối với lực lượng công an tại cơ sở. Thông qua chức năng nhiệm vụ của mình, làm tốt chức trách đấu tranh phòng chống tội phạm, rồi tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Để phong trào công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy được triển khai nghiêm túc và có sự lan tỏa sâu rộng, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy công an các địa phương trong tỉnh còn thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra giám sát, đồng thời tổ chức ký kết giao ước thi đua với những mục tiêu chỉ tiêu cụ thể sát với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực và địa bàn phụ trách của từng cán bộ chiến sĩ. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói chung và lực lượng công an tỉnh Điện Biên chúng tôi nói riêng đã khoác lên mình chiếc áo công an nhân dân, thì lấy 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân là kim chỉ nam cho hành động cách mạng để chúng tôi thực hiện trong nhiệm vụ công tác chuyên môn, đặc biệt là trong cái vấn đề kiểm tra, giám sát, nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua, kiểm tra giám sát về cái việc các cái đơn vị rồi cá nhân thực hiện phong trào thi đua như thế nào, kết quả ra làm sao. Đấy. Thế rồi là thực hiện chấp hành điều lệnh công an nhân dân ra làm sao, gương mẫu như thế nào trong thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Trên từng lĩnh vực công tác thì cán bộ chiến sĩ đã phát huy được tính chủ động, tinh thần trách nhiệm, vun đắp niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an, góp phần bảo đảm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng công an nhân dân nói chung, mỗi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Điện Biên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, tích cực nêu cao bản lĩnh chính trị và phối hợp với đồng chí, đồng đội để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, quyết tâm xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, với người dân bản Tẩu Pung, xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ, ông Lường Văn Xiên luôn là người hòa đồng và nhiệt tình với mọi hoạt động phong trào của bản. Đối với chi bộ thì ông là người bí thư năng động và trách nhiệm với công việc. Còn với cấp ủy chính quyền địa phương, bí thư Xiên còn là tấm gương sáng trong việc học tập và làm theo lời Bác.
Tấm gương của Bác Hồ thật vĩ đại nhưng cũng rất giản dị và gần gũi, bởi ai cũng có thể học tập và làm theo. Còn đối với ông Lường Văn Xiên, ông học và làm theo Bác ở đức tính cần cù, chịu khó, hăng say, lao động sản xuất. Trên diện tích sản xuất của gia đình, ông Xiên mạnh dạn đầu tư kinh phí đào hơn 1.500 m2 ao nuôi cá thương phẩm và xây dựng chuồng trại phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm. Lấy ngắn nuôi dài, vừa làm, vừa học tập và tích lũy kinh nghiệm. Mô hình kinh tế trang trại của ông Xiên phát triển tốt, cho thu nhập gần 200 triệu đồng mỗi năm. Từ thành công, từ mô hình phát triển kinh tế của bản thân, ông Xiên đã tích cực chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm trong sản xuất chăn nuôi, đồng thời vận động người dân trong bản cùng làm theo. Nhiều hộ gia đình nghèo trong bản cũng được ông Xiên hỗ trợ con giống để cùng vươn lên. Bên cạnh đó, trong phong trào toàn dân góp công góp của chung sức xây dựng nông thôn mới, ông Xiên còn hiến hơn 1.000 m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi, phục vụ các hoạt động của người dân trong bản. Đồng chí bí thư chi bộ thì tôi nhận xét về đồng chí thì luôn luôn là một người gương mẫu và đi đầu trong các phong trào tuyên truyền và lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ. Và đối với gia đình thì đồng chí cũng luôn luôn vận động gia đình và học theo những cái chỉ thị nghị quyết của Đảng và Nhà nước đề ra. Và đồng chí cũng luôn tuyên truyền đến bà con để phát triển kinh tế xã hội và chăn nuôi hộ gia đình. Thì nói tóm lại thì đồng chí là một người lãnh đạo chỉ đạo tốt và luôn đi đầu. Là bí thư chi bộ, ông Xiên luôn thực hiện tốt vai trò là cầu nối quan trọng giữa Đảng bộ, chính quyền địa phương với người dân ở Tẩu Pung. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ cấp trên đều được ông bàn bạc công khai dân chủ với chi ủy, đồng thời thống nhất người dân trong bản xây dựng thành những quy ước và hương ước để mọi người cùng thực hiện làm theo. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, bản thân ông Xiên cũng luôn là người gương mẫu đi đầu. Với sự cố gắng và nỗ lực của người bí thư mẫn cán, chi bộ Tẩu Pung nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nếp sống mới trong việc cưới, việc tang được hình thành. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới đã lan tỏa sâu rộng và được các hộ gia đình trong bản đồng thuận đoàn kết cùng thực hiện nghiêm túc. Đối với đồng chí Lường Văn Xiên, bí thư bản Tẩu Pung thì qua quá trình triển khai cái chỉ thị 05 ấy là một trong đồng chí bí thư chi bộ về góc độ thực hiện cái nhiệm vụ chi bộ là một đồng chí gương mẫu trong việc phát triển kinh tế xã hội. Thì đồng chí Lường Văn Xiên cũng là một trong những cá nhân tiêu biểu trong việc là chăn nuôi sản xuất nông nghiệp, nhất là trâu, bò, dê, hai là về nuôi trồng thủy sản, thứ ba là phát triển kinh tế khác. Thì qua cái gương điển hình chí Lường Văn Xiên này thì đối với cấp ủy chính quyền xã sẽ tiếp tục dùng cái hình ảnh đồng chí Xiên để tuyên truyền cho tới toàn thể bà con nhân dân trên toàn xã cũng như cán bộ đảng viên để học tập và làm theo. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì bản thân tôi là bí thư chi bộ thì luôn vận động bà con, nhất là cái chỗ về khâu hiến đất này, rồi hiến công này, để cùng bản và tập thể đoàn kết và khắc phục những cái khó khăn. Bản thân tôi thì cũng thể hiện hết trách nhiệm của mình và gương mẫu đi đầu tất cả mọi công việc, từ những cái về phát triển kinh tế xã hội này, rồi lại tuyên truyền bà con, vận động bà con dân đoàn kết, rồi lại học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, và sống lao động theo pháp luật và động viên bà con nhân dân để làm giàu chính đáng. Nà Nhạn đã hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay thu nhập và chất lượng cuộc sống của nhiều hộ gia đình ở bản Tẩu Pung từng bước được nâng lên. Diện mạo nông thôn mới của Tẩu Pung và nhiều bản khác ở Nà Nhạn đang thay đổi theo chiều hướng tích cực. Kết quả đó có sự đóng góp tích cực của người bí thư chi bộ tận tâm Lường Văn Xiên, một tấm gương điển hình trong việc học và làm theo Bác bằng những hành động, việc làm rất đời thường. Chuyên mục Điện Biên làm theo lời Bác xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.